Chào mừng quý vị đã đến với bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Lại là Ferrao. Ferrao vẫn đang ra quân. Dứt điểm ngay. Chưa đủ khó để tính cho Moroto hay là Makoraki đây. Góc. Tố chất của các thủ Argentina là như vậy. Không vào. Argentina. Cơ hội để cho đồng đội của mình Makoraki dứt điểm ngay trên vạch cầu môn. Và vừa rồi thì lượt anh trực tiếp vào công. Một pha cơ phản góc quá hay của cầu thủ Brazil. Và Ferrao. Pivot được chờ đợi nhiều nhất bên phía Brazil. Tôi vào chân.